các em sẽ có bài giảng của cô Nguyên đúng không? Dạ, còn học thêm bài ổi buổi sớm À buổi đúng buổi rồi. non nữa. À đúng rồi, đúng rồi. À, hôm nay thì thật sự mà nói là cái bài này là bài rất là khó. Không khó, khó không riêng gì đối với Y4. Khó không riêng gì đối với bác sĩ trẻ mới ra trường. Mà khó cho cả các thầy cô đã có kinh nghiệm lâu năm. Vì thực sự là ngôn ngữ là một ngôi đẻ khó. Tuy vậy nó không phải là không đẻ đường dưới được. Và tần số của ngôn ngữ là 2 đến 6% trong tổng số cuộc chuyển dạ. Và ngôn ngữ có tỷ lệ rất cao. Thường thường do sự bình chỉnh của ngôi thai và do các cái yếu tố ngoài lai mà hình thành cái ngôi ngữ chưa hoàn chỉnh, do đó ngôi ngữ thì tỷ lệ rất cao hay gặp ở đẻ non. Như vậy là các em sẽ thấy ngôi ngữ khi sau khi học xong bài này các em sẽ nắm được, phân loại được ngôn ngữ và các em chẩn đoán được, các em phát hiện được ở những cái sản phụ có các yếu tố tiên lượng ngôn ngữ như thế nào và các em biết được xử trí đỡ đẻ ngôn ngữ, nắm được các cái chỉ định mổ lấy thai. Thì cô cũng muốn nói rằng là cho tới bây giờ hiện tại do những cái tai biến của đỡ đẻ ngôn ngữ và cái nhu cầu con thì cũng rất là ít và kiểm soát trên sớm rất là tốt. Nếu mà khó khăn là người ta đã mổ lấy thai rất là nhiều, do đó cái chuyện mà đỡ đẻ ngôn ngữ các em đi lâm sàng các em sẽ thấy rất là hiếm gặp, rất là ít. Do đó là có thể là mình rất là ít có cái kinh nghiệm về chuyện này. Tuy nhiên chúng ta phải biết đây là cô cho một cái bệnh cảnh lâm sàng về cái sản phụ ngôi ngược. Đây là một cái hình ảnh các em sẽ thấy này. Nếu mà sản phụ mà có thai bình thường, đây là một em bé nằm trong bụng mẹ, các em có thấy rõ không các em? Lập trường lâu lâu các em phản hồi cho cô để cô biết các em đã theo dõi, đang theo dõi Dạ có gì thể không. rõ cô. À rồi, các em nghe cô giảng rõ không? Dạ nghe rõ. À rồi, bây giờ nếu một cái em bé nằm trong bụng mẹ thì đây là một cái ngôi thuận, cái đầu nằm ở trong tiểu khung, các em sẽ thấy không, đây là âm đạo. Người phụ nữ khi đẻ như vậy là đẻ ngôi thuận, ngôi thuận thì có thể là ngôi đầu nhưng có thể là chí ngôi chòm, có thể là ngôi thọt trước, nhưng mà đại khái là trục dọc thì đầu ở dưới. Trong cái đầu này là đã mới ban đầu thì chúng ta thấy thuận lợi là đầu, đầu nghĩa là thuận, nhưng trong ngôi 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 đầu sẽ có ngôi chòm này, ngôi thọt trước này, ngôi trạng này, ngôi mặt, sẽ có nhiều ngôi khó trong ngôi đầu. Nhưng mà ngược rõ ràng là gì? Đây là những cái ngôi chi, cái ngôi bất thường. Ngôi mặt này cũng nằm trong ngôi chi, ngôi đầu. Ban đầu có vẻ là thuận lợi nhưng thực ra là cũng ngôi khó. Và một trong những ngôi khó hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đó là ngôi ngược, hay còn gọi là ngôi mông. Có hai loại ngôi ngược đó em ạ. Ngôi ngược là một ngôi dọc, trong đó mông thai nhi trình diện trước eo trên tiểu khung chậu người mẹ. Và móc của ngôi ngược là gì? Móc là xương cùng của thai nhi. Đường kính lọt là đường kính lượng ủ đùi. Đường kính lượng ủ đùi thường thường là 9,5 cm. Đường kính nhỏ nên dễ lọt. Nhưng mà thường thường cái ủ đùi trong cái đường kính đầu là lớn. Do đó thì một cái biến đáng sợ của một cái đỡ đẻ ngôi ngược là mắt đầu hậu, mông ra, vai ra, người ra. Nhưng mà cái đầu mắc lại người ta gọi là chi, mắc đầu hậu. Có hai loại ngôn ngữ các em, đó là ngôn ngữ hoàn toàn. Ngôn ngữ hoàn toàn nghĩa là sao? Khi các em thấy một em bé mà ngôi sấp bằng hoàn toàn ở eo trên, người ta gọi là ngôi mông đủ. Các em sẽ sơ thấy được mông, sơ thấy được chân, sơ thấy thiệt đùi em bé. Còn ngôn ngữ không hoàn toàn người ta gọi là ngôi mông thiếu, thì các em có thể thấy nó chi, nó sơ được mông thôi, hoặc là quỳ gối ở chân ở tiểu khung, hoặc là hai ngón hai cái bàn chân nó chi nó đứng thẳng ở trong bụng mẹ, trong tử cung người mẹ. Như vậy là ngôi ngược sẽ có hai loại, là ngôi ngược hoàn toàn hay còn gọi là ngôi mông đủ, và ngôi ngược không hoàn toàn còn gọi là ngôi mông thiếu. Ngôi ngược không hoàn toàn kiểu mông á, ngôi ngược không hoàn toàn mà chỉ có cái mông thôi, người ta gọi là ngôi mông phẳng, chiếm tỷ lệ trên 50% trong ngôi ngược. Ngôi ngược kiểu mông có tỷ lệ trội hơn người sinh con so khoảng 72% và con rã là 58%. Nếu mà ngôi ngược mà không hoàn toàn kiểu chân thì chỉ có một hoặc hai chân duỗi thẳng xuống là cô sẽ chịu cho các em. Đây, ngôi ngược không hoàn toàn kiểu mông thì người ta gọi là ngôi mông phẳng. Trong danh pháp này có nghĩa là khi mà giữa các cái bác sĩ với nhau hoặc là giữa cái chuyên gia sản với nhau, người ta nói ngôi mông phẳng hoặc là ngôi ngược không hoàn toàn kiểu mông, chúng ta biết đó là chỉ là một.
Và ngồi ngược không hoàn toàn kiểu chân thì chỉ có một hoặc hai chân duỗi thẳng xuống. Và ngồi ngược, cái loại ngồi ngược mà không hoàn toàn là ngồi ngược hoàn toàn kiểu đầu gối. Ngồi ngược hoàn toàn kiểu đầu gối nghĩa là hai chân thai nhi gập lại ở phía đầu gối. Hai chân thai nhi gập lại phía sau á, giống như mình quỳ cái tư thế quỳ được các em. Như đây này, ví dụ cô nói đây là ngồi mông thiếu, đây là ngồi mông hoàn toàn gọi là ngồi mông đủ. Còn đây là ngồi mông thiếu, front, là các em sẽ thấy rơ được cái mông thôi. Đây là ngồi mông kiểu front. Và ngồi ngược kiểu chân là hai chân có thể ngồi kiểu này, hoặc là có thể một số cái thai non thai em bé có thể đứng ở trong tử cung luôn. Như vậy là một hoặc hai chân ở chí ở trên 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 eo trên. Các em có thấy rõ cái hình ảnh không? Các em có hiểu bài không? Có hai loại ngồi ngược là ngồi ngược ngồi mông mà đủ và ngồi mông thiểu. Trong ngồi mông thiểu thì sẽ có ngồi mông thiểu kiểu mông, người ta gọi là ngồi mông front, ngồi mông thiểu kiểu chân, ngồi mông thiểu kiểu đầu gối. Các lớp có nắm bài chứ các em? Các em có nắm bài không? Dạ. À, như vậy là các bạn đã nắm bài phải không? Ừ. Các em hiểu bài không, lập trường? Chứ các em đã nắm chưa? Đây, cô giữ nguyên slide này để có thể là chúng ta sẽ một vài bạn khác trả lời cho cô ngoài lập trường thì các em có tiếp cận, có nắm được, có thấy được hình ảnh rõ không? Các em có nghe lời cô giảng rõ không các em? Dạ rõ ạ. Bây giờ nếu á các em không thấy hoặc các em thấy không rõ thì các em nhắn cho cô liên nhé, để chúng ta có sự tương tác. Cô giữ cái slide này để các em có thể là đọc ở cái tài liệu hoặc là sách tham khảo hoặc sách tham khảo ở nước ngoài. Thì ngồi mông đủ người ta gọi là complete bridge, có nghĩa là forward with feet and left mông thì đã rơi được toàn bộ, gọi là ngồi mông đủ hoàn toàn. Còn full bridge gọi là ngồi mông thiểu kiểu chân, là one of both feet point out so the left would emerge first, có nghĩa là em sẽ sơ thấy một cái chân hoặc hai cái chân nha, hoặc là ngồi mông front là rơ một cái mông hoàn toàn. Và ở cái ngồi mông này này các em sẽ thấy đây vì có cái hầu mô các em, thì ngồi mông front bridge let point of fish by the baby head so the putum emerge first, thì trình diện cái mông này này vì cái mông này nó mềm, và hai cái này này giống như hai cái mã này em ha. Và kỳ gì cái hầu môn khi mà cái ngồi mặt á, nó trình diện trước eo trên, nó sáng chẳng nó phi to, thì hai cái mối móng hai bên như hai cái mã, và cái lỗ hổng môn thì như cái miệng, do đó các em phải cẩn thận front bridge mối móng thiếu cái dễ nhầm lẫn với mối mặt. Và đã có một số trường hợp khám mối móng mà ra mối mặt, và khám mối mặt ra mối móng là ở cái mối móng front bridge này này các em ha. Các em phải cẩn thận trong cái chuyện này. Đây là một cái mối móng rất dễ thầm lầm với mối đầu. Mối đầu ở đâu? Mối đầu là chi? Mối mặt. Mối mặt hầu môn sẽ được nhầm với cái miệng, và hai cái móng này sẽ sờ như hai cái mã của em bé vậy. Như vậy front bridge ngôi móng thiểu kiểu móng sẽ dễ thăm khám âm đạo và nhầm lẫn với ngôi chi ngôi mặt cả em ha. Các em biết không, một cái cơ chế hình thành ngôi ngược, cơ chế hình thành ngôi ngược thì theo kinh điển người ta giải thích rằng sự hình thành ngôi ngược như sau này. Bình thường á là tử cung dạng hình trứng các em nắm rồi đúng không, mà đáy thì thường thường lớn hơn ở cái đoạn eo. Trong những cái tháng đầu thai kỳ thì các em sẽ thấy đầu thai nhi lớn hơn các phân thai khác, và đặc biệt đáy tử cung rộng thì đầu chứ rộng hơn sẽ chứa phân lớn nhất của thai là cực đầu. Trong quý 2 và quý 3 cái đầu bắt đầu chứ nó nặng dần lên chắc lại, trong khi đó thì phân móng thai nhi sẽ phát triển lớn to, và các cái phân thai hạt đặc biệt phân móng lớn hơn cực đầu, nước ối cũng ít dần lại. Khi mà em bé nó quay cái đầu xuống một cái thì mắc ở cái tiểu khung ở đoạn eo, lúc này phần thân và móng của thai nhi sẽ phát triển lớn hơn phần đầu và sẽ chiếm vùng đại tử cung. Phần đầu cứng chắc nặng hoặc quay xuống nó cố định ở phần dưới đoạn eo, như vậy thai nhi đã bình chỉnh ngôi đầu. Hai người ta còn gọi đó là hiện tượng lồn đầu sinh lý, và đó là một cái phần thưởng cho những người mẹ. Hầu như lồn đầu sinh lý để chuyển thành ngôi đầu là đại đa số những sản phụ bình thường là ngồi đầu hết cả em. Còn một số nó khó khăn, nó ảnh hưởng đến các cái cơ chế binh chỉnh khác của ngôi thai thì rõ ràng sẽ gây ra ngôi ngược. Do đó khi học xong bài này các em sẽ phải nắm có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình hình thành ngôi ngược. Như vậy nếu non quá cái lồn đầu sinh lý hay là cơ chế binh chỉnh của đẻ non
chưa chi chưa hoàn hảo, để nó khi thai chưa kịp binh chỉnh thành ngôi ngôi thuận, hoặc là các yếu tố ảnh hưởng đến sự binh chỉnh của ngôi thai. Một trong hai yếu tố quan trọng này mà bị gì bị ảnh hưởng hoặc chưa hoàn thành sẽ gây ra ngôi ngược. À, cả lớp có nắm cái này kỹ chưa? Các em có giải thích vì sao có ngôi ngược? Tuy nhiên cũng có một số trường hợp không rõ nguyên nhân hắn vẫn có ngôi ngược thì chúng ta khó, nhưng mà thường thường đẻ non chưa kịp binh chỉnh là ngôi ngược, hoặc có một khối u nào đó ở tiền đạo hoặc trong tiểu khung cản trở sự binh chỉnh quay đầu của ngôi, hoặc ở trong buồng tử cung làm cho cái chế độ quá ngắn hoặc quá dài, hoặc là một cái bất thường gì đó làm cho cái sự binh chỉnh ngôi bất thường thì sẽ gây ra một cái chuyện là chí hình thành ngôi ngược. Như vậy khi mà cô hỏi các em có mấy yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình thành ngôi ngược thì các em phải nắm được là đẻ non khi thai chưa kịp binh chỉnh, hoặc là cả yếu tố ảnh hưởng đến sự binh chỉnh của ngôi thai, và cả yếu tố nào nó là những yếu tố gì. Ví dụ đấy, cô mới giảng với các em xong nguyên nhân mắc phải có nghĩa là gì, đẻ nhiều lên quá tử cung hằng nhỏ nhẹt đi, hằng rộng như cái bì thì chỗ nào giống như chỗ nào thì hằng có thể bơi lội trong hoặc đá ở u sơ tử cung. À, khối u làm chi làm cho lông tử cung biến dạng, đặc biệt là khối u tiền đạo á, chiếm cái vị trí ở dưới tiểu khung. Nên nên rõ ràng một điều rằng em bé chi không có chỗ mà quay hoặc thiểu ối đá ối có ảnh hưởng trực tiếp để sự hình thành ngôi ngược. Đây là các yếu tố sự binh chỉnh ngôi thai. Cơ chế đầu tiên là luồng đầu sinh lý này, cơ chế thứ hai là có các yếu tố ảnh hưởng sự sinh binh ngôi thai. Thì yếu binh chỉnh ngôi thai là dị tật bẩm sinh hoặc là thiểu ối đá ối hoặc là bệnh nhân chí cái đau tiền đạo. Các lớp có nắm được các cái yếu tố ảnh hưởng đến sự binh chỉnh ngôi thai các em? Các em có nắm được không? Có hiểu bài không? Lập trường đâu? Nhà có. À, như vậy là các em nắm cho cô là có hai phần: đẻ non khi chưa luồng luồng đầu sinh lý chưa xảy ra, hoặc là chiếm đi cái phần dưới có nghĩa là đau tiền đào, hoặc là khó khăn trong việc quay của em bé, dây rốn ngắn hoặc là thiểu ối hoặc ối quá nhiều hoặc ối quá ít cũng gây ra cái câu chuyện này. Và hoặc là nguyên nhân do khung chậu của em ha, khung chậu hẹp không phải là nguyên nhân trực tiếp, tuy nhiên nó chật chội ở phía dưới thì cũng có thể là cái chí hẳn cái sự hình thành cái cố định đâu cũng không có, do đó ảnh hưởng đến quá trình hình thành ngôi ngược. Cô nói rồi, các khối u tiền đạo u sơ tử cung làm thay đổi thể tích vùng tiểu khung có thể ảnh hưởng đến quá trình xoay của thai, hoặc là nguyên nhân do thai các em có thể là thai gì thai đôi này, thai thai ba này, hoặc đặc biệt là quay đi khó trong cái dị dạng của thai, những cái thai vú sò bùng cóc, hoặc là những cái thai có khối u ở cổ hoặc bệnh lý ảnh hưởng đến sự uốn khúc của cuộc sống thai nhi hoặc dính thai, thì thường thường cũng có thể ảnh hưởng đến sự binh chỉnh của ngôi thai. Và trong một số nghiên cứu người ta nhận thấy, tuy nhiên mặc dù chúng ta đưa ra các yếu tố chính ảnh hưởng trong quá trình binh chỉnh của ngôi thai rất là rõ như vậy, nhưng có một số nguyên nhân không tìm được, không hiểu lý do vì sao mà không giải thích được vì sao cá này ngôi ngược. Và người ta đã nhận thấy có hơn một nửa các trường hợp là ngôi ngược mà chúng ta không giải thích được rõ ràng nguyên nhân như thế nào. Các em à, và khi mà chẩn đoán ngôi ngược thì các em sẽ thấy chúng ta cũng sẽ sử dụng cái thủ thuật Leopold để mà chẩn đoán, thủ thuật Leopold để chẩn đoán các em thì thực ra mà nói là khám ngoài hoặc khám ấm đạo để mà đánh giá cái có phải ngôi ngược không. Thì thường thường các dấu hiệu lâm sàng trong khi mang thai thì hầu như các em sẽ thể cả qua các bước nhìn sờ gõ nghe. Thường thường ngôi ngược hay ngôi đầu thì cũng trục dọc cả tử cung cũng hình chứng cả các em. Thường thường là các em sẽ thấy chi hỏi thai nhi có thử cảm giác khó chịu ở chi vị đâu á, đâu là nó hay cái cử động của em hàng này thúc 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 lên, vì cái đâu nó cái xu hướng em bé nó dùi lên nó đau nhẹ và có thể là hút vào thượng vị hoặc hạ xương trái hoặc hạ xương phải. Các em sẽ thấy chứ sờ nặng là chi khi mà đầu với lưng có rắn gáy, các em nghe tim thai thì khám thấy tim thai ở trên ruộng mẹ. Khi mà các em khám thủ thuật Leopold thì các em sẽ thấy là chi xác định được đầu và mông. Tuy nhiên nếu mà chưa có kinh nghiệm thì rất rõ ràng rất là khó để xác định cái chuyện này.
đầu là cũng xác định bởi khác biệt bởi móng á, là đầu là một khối cứng chắc tròn dễ di động. Tuy nhiên chúng ta khám mà không có kinh nghiệm thì chúng ta vẫn thấy chi đầu là một khối cứng chắc tròn dễ di động, nhưng móng nó chúng chỉ hơi chắc hơi tròn hơi di động gì, do đó rất là khó. Tuy nhiên với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay á, thì sản phụ đã phát hiện từ rất được phát hiện từ rất sớm do việc thăm khám thai ở các phòng khám tư hoặc ở theo dõi ở các cái bệnh viện phòng khám của chúng ta. Đôi khi mà chưa tới cửa phòng sinh đã nói cô ơi con ngồi ngược con mổ cô ấy, như vậy là người ta đã chẩn đoán trước cho chúng ta rồi. Hoa hoang lắm ở những cái miền núi xa xôi hoặc là người ta ít người ta quá liều và ít 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 quan tâm đến cái chuyện mà chi tính mạng của mẹ và con, thì người không đi khám thai lần nào thì mình sót, còn lại hầu như là chi được chẩn đoán rất sớm. Và thường thường cái bổ sung cái chẩn đoán của chúng ta trên siêu rất là quan trọng. Và khám thì thường thường dị lồn ở ngôi móng thiếu kiểu móng, người ta gọi ngôi móng răng, là các em phải để ý với cái ngôi mặt, còn lại ngôi móng thì không chứ không khó để thăm khám. Các em sẽ thấy chân đôi khi các em đi tay vào âm đạo, em thấy đi băng chân của nó đạp đạp lên tay chúng ta khám ngôi ngược, thì các em chỉ khám ngoài để xác định. Và nếu khó khăn có một cái chỉ định mổ lấy thai các em theo thì các em nên mổ, còn đừng để mà vỡ ối trong ngôi ngược mà đặc biệt ngôi móng thiếu thì rất dễ sai dây. Các em phải cẩn thận cái này. Cô nắm được bài không các em? Dạ có ạ. Khám âm đạo này các em biết không, đặc biệt rất là cẩn thận âm đạo. Khi mà chúng ta chi cứ chuyển già thì ngôi cao là khó khám, nhưng khi đã chuyển già rồi mà đầu ối mà các em khám không cẩn thận thì mà vỡ ối rất là nguy hiểm. Khám khám âm đạo có thể rất là khó khăn trong một số trường hợp của em. Nếu mà chúng ta khám thủ thuật Leopold thì bụng mà dày quá như thế nào, nếu mà nó thành bụng mà quá căng, tử cung quá căng do đá đá ối thì hoặc là mẹ quá mập thì chúng ta sẽ rất là khó thăm khám. Nếu mà chi khi đầu gập quá rặn cổ, chúng ta cũng không có phân biệt giữa chi giữa rặn cổ đâu là cái lưng của em bé, cái đó cũng gây ra cái sai lầm mà chúng ta không có nhận biết được ngôi ngược. Cho nên nếu chúng ta nghi ngờ thì cô khuyến cáo bữa nay siêu âm rất là dễ để mà làm và rất là thuận tiện, hầu như người người có siêu âm, nhà nhà có siêu âm đó, thì các em nên test lại bằng siêu âm. Nếu các em chẩn đoán rất là khó khăn thì để mà kiểm tra lại cái chẩn đoán của mình. Khi thăm khám chuyện già do cơn co tử cung đã xuất hiện nên thăm khám khó hơn và tim thai có thể thấp do ngôi thai xuống. Do đó khi thăm ối chứa vỡ các em cẩn thận thăm khám và cẩn thận để bảo vệ đầu ối. Nếu mà các em mà khám thì các em coi thử dây rốn có xa ra ở trước bọc ối hay là không. Nếu có ngôi móng chắc chắn ngôi móng thì đó là ngôi ngược hoàn toàn hay là ngôi ngược không hoàn toàn, thì thường thường thì các em sẽ thấy ngôi ngược không hoàn toàn thì các em sẽ sơ thấy cái bàn chân em bé hàng đạp đạp với chân chúng ta, như vậy là ngôi ngược không hoàn toàn kiểu chân hoặc là kiểu móng ngôi ngược răng. Khi mà âm đạo khi mà ối đã vỡ các em khám âm đạo thì chắc chắn thì dễ xác định hơn. Và thường thường thì các em sờ được một khối mềm trơn láng là móng, và móng bị phân chia bởi rãnh móng và ở giữa có lỗ hổ môn. Thì điều này là các em sẽ thấy này, cô nhắc tới nhắc lui thì nếu mà ngôi móng răng có nghĩa là ngôi móng thiếu kiểu móng thì rất dễ lầm với ngôi mặt, vì khi đó thì chi lỗ hổ môn sẽ nhầm với miệng và hai cái má sẽ là chi sẽ lầm với hai cái móng. Sờ được móng và chân, các em sờ được hết móng và chân ấy chính là ngôi ngược hoàn toàn. Nếu chỉ sơ được móng hoặc chân là ngôi mửa không hoàn toàn, và ngôi ngược ngôi móng thiếu kiểu móng, ngôi móng răng đó là dễ nhầm với cái ngôi mặt. Nãy giờ cô đã nhắc tới nhắc lui rồi, siêu âm chính là phương pháp chẩn đoán rất là hữu hiệu. Hồi xưa là X-quang này nọ, hồi xưa là cái biểu X-quang, nhưng bữa nay là X-quang muốn nữa X-quang. Siêu âm chỉ cần rẹt cái 2 phút rồi chúng ta đã biết được xác định vị trí bánh rau, tình trạng dưới rốn và ngôi thai. Còn các cái bất thường thì khi mà chuyển dài là rất là khó, nhưng mà trong thai kỳ thì chúng ta sẽ phạm được.
các cái bất thường. Và đặc biệt để mà hỗ trợ cho ngôn ngược thì siêu âm sẽ là công cụ hữu hiệu để đánh giá xác định trọng lượng của thai nhi và giúp chúng ta quyết định đẻ thường âm đạo hay là phải mổ lấy thai. Chúng ta chỉ đẻ âm đạo khi mà chỉ đối với ngôn ngược khi mà cái trọng lượng thấp, đặc biệt là chỉ 2,5 kg hoặc là có lắm thì dưới 3 kg. Nếu mà con rà tân sinh muôn dạng nữa tốt, mẹ cáo rạo, còn mà con thai mà lớn, nếu mà xác định trọng lượng thai mà lớn thì chúng ta không dạy gì mà mạo hiểm cả các em hả. Các em nên phải biết cái chuyện này. Và chúng ta có thể phải chẩn đoán phân biệt khi mà chúng ta rơi thấy một cái ngôi ngược với ngôi chọc thì tính chất của thọt và đường khớp của xương sọ thì các em có thể nhầm với chiếc nhầm với một cái ngôi ngược nếu mà trong trường hợp ngôi chọc nhưng mà có đâu có bự huyết thanh đó các em, hoặc là các em có thể nhầm lẫn với ngôi mặt trong cái ngôi mặt mà với là ngôi mông thiếu kiểu răng. Khi mặt bị phù nề ối với lâu làm cho hai má của cái thai nhi nó bị uốn khuôn, cũng dễ lầm với với mông và miệng của thai nhi các em, cũng dễ lầm với chiếc miệng của thai nhi, cũng dễ lầm với cái lỗ hồng môn hoặc là bộ phận sinh dục mà đặc biệt là lỗ hồng môn. Như vậy là các em phải cẩn thận. Có thể là ngôi ngang hoặc ngôi chọn sai chi, các em có thể sờ được cái chiếc ngôi ngang mà sờ được cái tay mà chúng ta lầm là cái chân các em. Chúng ta phân biệt giữa tay và chân thì thường thường góc vuông giữa cẳng chân và bàn chân và có hai mắt cá ở trên khác với ngôi ngang là bàn tay hẳn có mắt cá. Do đó thì ngôi ngang thì cũng có thể nhầm với ngôi ngược. Ngôi ngang là một ngôi không bao giờ đẻ được cả. Thì các em phải cẩn thận phân biệt tay với chân. Thường thường tay hẳn không có mắt cá rõ như ở chân. Còn giữa chân và bàn chân sẽ có một góc vuông giữa gót chân, góc gót chân, giữa cẳng chân và bàn chân. Với thai vố sò hay thai dị dàng thì các em sẽ dễ nhầm với thai vố sò cũng mềm, hoặc là cái ổ cối u ở đầu hoặc ở cổ cũng làm cho cả chúng ta sơ thể mềm mềm, có thể là chúng ta nhầm với cái ngôi ngược. Nếu có sự nghi ngờ chúng ta nên siêu âm ngay, và nếu mà cần kịp quá thì tại ở phòng sinh ở một số bệnh viện lớn và đặc biệt bệnh viện trung chúng ta cũng có thể chúng ta siêu âm ngay tại giường để xác định cái chẩn đoán này. Quá cái phần cũng khá quan trọng. Cả em có nắm bài không cả em? Cả em có nắm bài được không? Cả lớp. Dạ Dạ có. có. À, cả em có hiểu bài hơn cái này chưa? Rồi. Là ngôn ngược là ngôi khó. Khi mà cô dạy xong thì các em có biết được phân biệt được các ngôi, các em biết được các yếu tố binh chính của ngôi, rồi các em biết được vì sao mà chúng ta phải phân biệt một số ngôi với ngôi ngược như thế nào, chúng ta thăm khám và chúng ta biết cái cơ chế đèn ngôn ngược như thế nào. Rồi các em về đọc thêm, phải đọc nhiều lần mới thấm. Đối với bản thân mà đại học thì không nói rồi, sau đại học thậm chí các bác sĩ mà chuyên khoa sâu về sản thì đứng trước một ca ngôi ngược thì cũng 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 là một cái ca là ca đẻ khó với ca nguy cơ và rất dễ tai biến, đẻ mắc đau hầu như chơi. Cái đó là đây là một cái là khó thì chứ em thì góc của ngôi là xương cùng thì cùng với phía của lưng. Kiểu thế ngôi ngược có bốn kiểu thế lò, các em sẽ đọc học thuộc cho cô. Cung chầu trái trước, cung chầu có nghĩa xương chầu với trái, ngôi phía lưng trái đó, trái trước. Cung chầu xương cung em bé, chầu trái sau, cung chầu phải trước và cung chầu phải sau. Và kiểu thế lọt mà thường gặp nhất là cung chầu trái trước. Như vậy là lưng ở bên trái, xương chầu của người mẹ, cung chầu trái trước, cung chầu trái sau có nghĩa là lưng ở bên trái, lưng ở bên trái phía sau lưng của em bé và lưng người mẹ chứ. Lưng của em bé và lưng người mẹ là chứ là về về một phía với nhau, có nghĩa là em bé nằm ở trên bụng mẹ đó. Còn cung chầu phải trước là em mẹ, em bé giống như là úp mặt cái chứ, úp mặt về mặt người mẹ ở bên phải. Cung chầu phải sau nghĩa là lưng em bé và lưng người mẹ là mặt về em bé, mặt người mẹ là một hướng đó.
hai cửa sổ là cùng chầu phải ngang, cùng chầu trái ngang. Đường kính lọt của ngôi là đường kính lượng ủ đùi 9,5. Tuy nhiên đây là đường kính lọt nhỏ, nên cô nói rồi dễ chứ, vì đường kính đầu nó lớn hơn, nếu mà không cẩn thận sổ đầu không có đúng á, thì dễ mắc đầu hầu gây hiểm cho thai. Như vậy là đẻ một cái ngôi ngược thì có chứ, có ba thì không phải như ngôi đầu mà chúng ta đẻ ngôi đầu xong chúng ta kéo cái rẹt ra. Đẻ ngôi ngược thì có ba thì, đẻ mông rất là dễ, đẻ vai là có thể chúng ta dùng cái thủ thuật hỗ trợ, và cuối cùng đẻ đầu cũng dùng thủ thuật hỗ trợ. Các nguy cơ của đẻ ngôi ngược là gì? Vì có thể mắc đầu hầu nên tỷ lệ tết chú sản rất là cao, thai thiếu oxy và chấn thương cho thai các em nè. Vì thường thường đôi khi mà mông nó ra, vai mắc vai lại do là chi, do mắc cái tay lại, các em sổ tay không được, mắc mắc lại, rồi đến khi sổ vai được á, thì lại mắc đầu, do đó rất ra chi rất dễ gây ra các cái tổn thương mạch máu, sang chấn, có thể là chi, có thể là tổn thương hệ thần kinh, liệt đảm đối thần kinh cẳng tay, hay xảy ra sau thủ thuật hạ tay, do cái thai nó đưa lên chứ, đưa lên kéo xong rồi hạ cái tay nó đưa lên cái đầu giống mình đầu hàng vậy các em. Nếu mà chúng ta không không hạ tay xuống, đôi khi có thể là gây trật khớp, có thể là gãy xương vai, những thương tổn đường sinh dục, hoặc là sang chấn do đẻ rất là nguy hiểm. Thì các yếu tố tiên lượng trong ngôi ngược này là cái phần thêm thôi. Thế nghĩa là sao? Không biết bây giờ các em đã có chưa hè? Nếu không có thì lạc sẽ cố sẽ gửi mail cho các em. Các em có bây Dạ giờ chưa? chưa, dạ chưa có. À, cái yếu tố chưa có thì lạc lớp trưởng sẽ gửi mail để cố gửi bài nghe. Rồi các em sẽ đọc bài thêm. Cái yếu tố tiên lượng trong ngôn ngữ, cái yếu tố tiên lượng trong ngôn ngữ nghĩa là sao? Nghĩa là gì? Nhìn một số người mẹ, chúng ta nhìn họ mới tới với chúng ta mới thai mấy tuần thôi, hiểu không nào? Nhưng mà chúng ta nghĩ là nó khả năng tương lai sẽ chí sẽ là ngôi ngược. Vì sao như vậy? Vì chi nguy cơ như thế nào chúng ta sẽ nghĩ họ, chứ không phải là 100%. Những ví dụ này, mẹ mà có chi bất thường cái tử cung này chẳng hạn, hoặc là có cái sẹo vết mô cũ ở chi vết mô thủ lấy thai trước, thì có thể là một cái nhau gây ra một cái nhau tim đào các em, cũng có thể là chí gây ra một cái ngôn ngược. Cái này lạc rồi rồi rồi, rồi các em sẽ đọc thêm, các em sẽ đọc thêm. Và trong cái bài giảng của cô sẽ có cái chỉ số, chỉ số này này người ta gọi là chỉ số Androgyny, về các cái yếu tố lần đẻ, tuổi thai, trọng lượng thai, tiền sử của ngôi ngược. Đây là một cái chỉ số để mà tiên lượng các em, chỉ số mà tiên lượng gì, tiên lượng có đẻ được đường âm đạo hay không. Các em thấy này, điểm sẽ từ 0 1 và 2, 0 1 và 2 thì thường thường điểm số Androgyny trẻ em sẽ học thuộc số lần đẻ, ví dụ con sói, con gà, con sói thì 0 điểm, con gà thì 1 điểm. Tuổi thai đến 39, 38, 33, 37, trọng lượng thai, tiền sử sinh ngược, đồ xóa mỡ và đồ lọt. Đánh giá kết quả chỉ số này như thế nào? Nếu mà lớn hơn bằng 5 điểm thì sinh đường âm đạo có khả năng rất là tốt, tiên lượng tốt, có khả năng sinh được đường âm đạo. Nếu mà nó chỉ khoảng 4 điểm thì theo dõi thêm, chưa chắc năm ăn năm thua, dưới 3 điểm thì thôi rồi, mổ lấy thai. Như vậy là các em sẽ thấy á, Androgyny sẽ giúp bác sĩ sản có một cái chỉ đánh giá ban đầu, nên quyết định theo dõi đẻ thường âm đạo hay là phải ngay lập tức mổ lấy thai. Nếu lớn hơn bằng 5 điểm thì sinh đường âm đạo, 4 điểm thì theo dõi thêm một tí nữa, và thường thường dưới 3 điểm, dưới 4 điểm trở xuống là thôi rồi đó, thì nên mổ lấy thai các em ạ. Ngoài ra còn có chỉ số thai xương chầu của Westing, cô không đưa vào đây nhưng mà là cô sẽ gửi bài cho các em. Thì thường thường chỉ số thai xương chầu của Westing thì người ta sẽ có cả cái điểm chỉ tiêu, ví dụ đường kính khung chầu sẽ có, người ta sẽ đánh giá nhố hậu về ngang hậu dùng liên ngay không, dự kiến cân nặng và loại ngôi ngược tiền sử sản khoa. Thì người ta sẽ đánh giá khi chỉ số Westing dưới 12 hoặc một trong các chỉ số của đường kính mà không điểm thì người ta sẽ mổ lấy thai. Lát sẽ cô sẽ gửi là các em sẽ gì
sẽ đọc thêm, có hai chỉ số là da Androt, da Tunney và chỉ số thai và xương chầu Westing sẽ hỗ trợ cho bác sĩ sản quyết định nên mổ hay là đẻ thường. Hiện nay thì cô cũng chia sẻ thật lòng, xu hướng mổ lấy thai cho ngôi ngược được chỉ định rộng rãi hơn, mang tính dự phòng để giảm bớt tỷ lệ sang chấn cho thai. Tuy thế thì mổ lấy thai không phải là được đặt ra cho các trường hợp đôi khi người ta vẫn chỉ người ta vẫn xem xét các yếu tố tiên lượng có khả năng đẻ thì người ta vẫn đẻ. Và cả đấy là một cái số chỉ định các em chỉ định mổ lấy thai rõ ràng á. Xin lỗi, đây là có thể lựa chọn đẻ đường ống mào, mặc dù xu hướng hiện đại á, và đảm bảo sự an toàn cho người mẹ thì người ta vẫn khuyến cáo là mổ. Tuy nhiên mà có thể lựa chọn đẻ đường ống mào trong trường hợp sau này, ví dụ ngôi ngược không hoàn toàn kiểu mông, ngôi ngược phẳng á, là có thể đẻ này, tuổi thai lớn hơn 34 tuần này, trọng lượng thai dự đoán nhỏ này, khoảng dưới 2,5 kg này, đầu thai nhi cuối tổ khung chậu người mẹ rồng này, và không có chỉ định mổ lấy thai gì đã, không có vết mù, không có bất thường gì cả, và có thể là chi thai mà có dị tật ngối ngược, mà dị tật mà thai có thể là xấu thì người ta vẫn khuyến cáo nên đẻ chứ đừng có nên mổ, vì vì đẻ là sẽ chi đẻ là có vì dị tật đang muốn nó cũng chết rồi mà chịu cho mẹ một vết mổ nữa là người ta nói là không có đáng. Do đó là chỉ đây là những cái yếu tố thuận lợi ban đầu mà người ta khuyến cáo có thể theo dõi để đẻ thường được đối với ngôi ngược. Và các chỉ định bắt buộc mổ lấy thai thì rõ ràng rồi, chỉ định cũng không khác chỉ lắm so với chỉ định có một cái ngôi ngược kèm thêm một cái chỉ định này, ví dụ con số mẹ lớn tuổi, con quỷ, các bệnh lý nội khoa không thể trì hoãn được, tổn thương vùng chậu, có sẹo ở tử cung, có rõ tiền đào hoặc các khối u tiền đào hoặc khung chậu hẹp, các bất thường khung chậu thì rõ ràng là bắt buộc mổ lấy thai rồi. Hoặc là các em chỉ định chí do chí dây rốn ngắn, hoặc là các em chỉ định rốn cũng cổ, hoặc suy thai, hoặc là chí thai thai ngủ ngược hoàn toàn, đa thai, đầu ngựa suy thai thì chúng ta sẽ mổ đây. Hoặc là ngối ngược mà thai to, ngối ngược có tiền sử sinh có, ngối ngược mà con quý hiếm, ngối ngược mà rối loạn cơn co tử cung, ngối ngược suy thai hoặc dây sai dây rốn chúng ta sẽ mổ hết. Đây là cả lớp có theo bài kịp không các em? Hơi khó đấy nhưng mà các em cũng phải chịu khó cố gắng để nghe, vì chúng ta sẽ kết thúc vào khoảng 3 giờ để cô Nguyên sẽ dạy. Bài này khá dài và rất là khó nhưng mà cô cũng cố gắng để trao cho các em, các em sẽ có những cái kiến thức khá cơ bản, rồi các em sẽ đọc đi đọc lại kỹ, rồi có chi không hiểu là các em sẽ trao đổi với cô thêm, đồng ý chưa các em? Dạ. Điều kiện cho đẻ đường âm đạo, người ta khuyến cáo này chỉ nên cho đẻ đường âm đạo ở những nơi có điều kiện phẫu thuật và hồi sức sơ sinh tốt, đồng ý rồi. Đẻ đường âm đạo ở bệnh nhân ngôi ngược chỉ đẻ ở nơi có phòng mổ, đúng không? Hồi sức sơ sinh này, điều kiện có khả năng phẫu thuật khó khăn là em quyết định đi mổ, và em bé ra mà tai biến biến chứng thì phải có chi có đơn vị chăm sóc sơ sinh. Khi nào chuẩn bị sẵn phòng xếp để lấy thai cần thiết và có sẵn kíp gây mê nhi khoa để hỗ trợ khi cần. Và cái phương pháp đỡ đẻ thì các em sẽ thấy là đỡ đẻ ngôi ngược sẽ có hai cái phương pháp đẻ, là đỡ đẻ tự nhiên theo phương pháp Vermeulen, và cái thứ hai á là đỡ đẻ theo phương pháp Sovianov. Vermeulen nghĩa là sao? Vermeulen nghĩa là chi? Nó tự động nó rơi ra, thường áp dụng trong trường hợp con rà thai nhỏ, tân sinh môn dạng nở tốt, thai nhỏ tân sinh môn dạng nở tốt. Vai trò của sức rặng đẻ là rất quan trọng, cuộc đẻ diễn ra tự nhiên không bất kỳ một can thiệp nào trên thai nhi. Tuy nhiên nếu thấy cần thiết vẫn có thể giúp sổ đầu hầu, vì để chậm nó có thể nguyên nhân làm trẻ ngạt do hít phải hít vào khi lồng ngực đã sổ ra ngoài mà đầu ở trong âm đạo thì có thể gây suy ngạt, suy thai đó. Do đó các em chỉ đỡ đẻ phương pháp theo phương pháp Vermeulen, có nghĩa là tôn trọng tự nhiên để nó tự rớt ra. Trong trường hợp này là chỉ em bé nó rất là nhỏ, thì phương pháp đỡ đẻ thứ hai là Suvianov. Suvianov nghĩa là sao? Là chúng ta cố gắng giữ cái tân sinh môn
để cho em bé cái khối móng mục đích làm cho ngôi lọt xuống trong tiểu khung chưa sổ ra vội, lợi dụng ngôi làm dạng nở tốt đời cho móng nó xuống phân thái của em bé nó xuống để khi cảm giác gì nó nóng hết cái tầng chi cái âm đạo rộng rãi ra rồi á thì chúng ta mới cho sổ. Như vậy chúng ta giữ cho ngôi không sổ ra ngoài trong một thời nhất định, chúng ta cầm một cái gạt. Đối với ngôi ngực không hoàn toàn kiểu mong, mục đích là lợi dụng khối ngực chân thai nhi khá to làm giãn nở tốt của tử cung âm đạo và tầng sinh môn. Thì khi mà chúng ta cảm giác cái gạt dưới tay chúng ta mà bật ra mà dưới tay không kìm giữ nổi thì chúng ta để cho nó sổ. Chúng ta phải chỉ hỗ trợ để răng đầu, hỗ trợ ấn đầu thai nhi trên phần mu. Và chúng ta chỉ đỡ đẻ cái đầu. Đây là đỡ đẻ theo phương pháp Soviet nộp. Thì các em đọc thêm này, khi ngôi thập thò ấm hồ, đây là cách kỹ thuật đó em nè. Ta dùng một miếng gạt lớn đè vào ấm hồ, mỗi khi có cơn go giữ để móng không sổ ra sớm, thời gian từ 5 đến 10 phút, giúp tầng sinh môn giãn nở tốt. Khi có cảm giác móng thai nhi muốn đẩy bật tay ra thì buông tay ra để móng sổ ra ngoài, và nên phối hợp với các dòng tân sinh môn. Và nếu mà chỉ trong thời gian chúng ta giữ mà tím thai nó xấu thì chúng ta nên chỉ nên để cho nó sổ, đừng có giữ khi móng đã sổ ra ngoài các em ha. Thì hai tay các em ôm vào đùi thai nhi, hạn chế và coi như là cấm tuyệt đối không được sờ vào bụng và ngực thai nhi, vì các em sờ vào là phản xạ nó hít vào, trong khi đâu vẫn còn nó sẽ hít được ổ vào, nó sẽ ngạt các em nè. Khi móng đã sổ ra, hai tay các em chỉ ôm vào đùi thai nhi, ngón cái về phía đùi, các ngón khác về phía xương cùng, có nghĩa là em để em bé nằm úp được các em cầm ngược lại hai bốn ngón á, bốn ngón là ở trên chi phía đùi mặt sau, một ngón cái ở đùi mặt trước, các em cầm hai chân đúng không em? Em giữ hai chân thai nhi luôn luôn áp vào chi bụng ngực, giúp cho phần mềm cổ cung đào tân sinh môn giãn nở. Các em đưa ngược lưng em bé về phía chi, về phía hạ vị âm hộ của người mẹ, về phía bụng của người mẹ, lật hai cái chân cho nó lên phía bụng của người mẹ, chúng ta sẽ sổ đầu. Khi móng sổ nếu thấy dây rốn căng quá có thể kéo nhà dây rốn để làm chi để tháo dây rốn ra. Khi vai đã lọt sắp sổ, cái nhấc nhẹ thân thai nhi lên về khía về của mẹ để vai và tay sau sổ ra ngoài, tiếp đó hạ thân thai nhi xuống để vai trước sổ. Cái thực ra là ngôn ngược các em phải nhìn mới thấy mới làm được, nhưng mà lý thuyết thì cô vẫn nói như vậy rất là khó để các em hình dung. Chúng ta sẽ có mô hình và đỡ đẻ trực tiếp được, chứ nói lý thuyết thì cũng lý thuyết thôi, mà đặc biệt dạy qua online cô không tiếp cận được thì cô không giải thích được. Nhưng mà các em cứ tưởng tượng là khi kịp móng khi chân sổ ra thì các em nắm lấy hai cái chân của em bé này đúng nè, khi em sẽ cho sổ cái chi sổ móng và thân từ từ nhấc nhẹ thân thai nhi lên về khớp về để vai và tay sau sổ ra trước, rồi sau đó các em mới đưa xuống nhẹ nhàng về phía chi về phía bàn đẻ đó, xuống dưới bàn đẻ có nghĩa là chi cho vai trước sổ, đưa đưa em bé để cho vai sau sổ, đưa em bé lên trên về phía chi về phía khớp về của mẹ để cho vai sau sổ trước, rồi vai trước sổ sau. Sau khi hai vai và tay đã sổ, xoay nhẹ thân thai nhi về tư thế nằm sấp. Khi tay thai nhi bị dưới cao thì phải thả tay. Khi mà đã hai tay đã sổ rồi thì các em gì các em nên đưa chi ôm vào khung chậu của cháu á, đừng có đụng vào bụng và ngực của cháu. Các em kéo em bé nhẹ xuống dưới và ra sau, trong khi đó có một người phụ đẩy trên đại tử cung giúp đầu cúi tốt cho đến khi mà đầu xuống. Các em sẽ thấy cái chi hạ chậm dưới khớp về phía bụng mẹ dần căng mặt và các phân sẽ sổ. Đây đây là cái hình ảnh đấy các em, đây là cái hình ảnh. Thực ra là đây là thủ thuật Marisol, vì khi mà nó mắc đầu chúng ta mới làm như vậy. Còn nếu á nếu không mắc đầu thì chúng ta ôm ngay cái phân này này, chúng ta lật ngược em bé như vậy và sổ mà thôi, hiểu ý cô nói không?
Còn nếu mà thủ thuật Marisol có nghĩa là răng, thủ thuật Marisol chúng ta đang nói là thủ thuật Brad, chúng ta lợi dụng chỉ trường hợp con nhỏ, con rạ tân sinh môn mềm, khi mà chúng ta sổ đầu thì chúng ta đưa ngược em bé lên như vậy á, thì nó đã từ sổ rồi, có nghĩa chúng ta cầm ngay cái khung chậu em bé này, chúng ta đưa ngược cái lưng em bé về phía khi về của người mẹ thì đầu nó sẽ từ sổ, khi người phụ sẽ cố định giữ đầu, khi mà hạ chậm tì giữ khớp về thì chúng ta lật lên thì nó sẽ sổ miệng, sổ sổ cái đầu ra. Có một trường hợp mà khó khăn quá người ta gọi là sổ đầu, ngang đó lối con so tân sinh muốn chắc thì chắc chắn một điều á, thì chúng ta phải hỗ trợ rồi. Sau khi vai sổ ra ngoài cho thân thai nhi nằm bắt lấy mặt trong cánh tay người đỡ đẻ cái em này, cho sau khi nó đổ ra chúng ta tiến đường cái đầu nó, chứ đầu nó có khả năng mắc đầu hầu, thì chúng cho thân thai nhi nằm trên cánh tay chúng ta, cái em hiểu không ạ? Cho thân thai nhi nằm trên cánh tay chúng ta này, ngón trỏ và ngón giữa của cánh tay này đưa vào hàm dưới này, kéo lực xuống dưới ra sau cho đầu nó cúi tốt hơn này, hiểu ý chứ cả lớp? Cái em có nghe cô nói không? Dạ có. Thủ thuật sổ đầu Brad có nghĩa là sổ đầu ta chứ, chúng ta sổ đầu tự nhiên con lại mà chúng ta thấy tiếng lượng mà nó dễ mắc đầu hầu thì chúng ta sẽ thủ thuật sổ đầu hầu theo chỉ theo phương pháp, có hai phương pháp đỡ đẻ là chi, Vermeulen và Sovianop. Trong Sovianop thì sổ đầu sẽ có sổ đầu Brad và sổ đầu theo Morisot. Morisot có nghĩa là cái tiếng lượng mà đầu này con so này đâu có thể mắc lại, thì sau khi thân sổ ra cho một cái tay chi tay người em bé nắm tay của người phụ này, ngón cái ngón trỏ đưa vào cái miệng của em bé này, móc lên chi móc vào xương hàm dưới này, lối xuống dưới và ra sau này, khi mà đã sổ được hạ chậm mà chi mà đã sổ được thì các em lật ngược em bé trở lại và cho sổ toàn bộ cái mặt đó. Đây là thủ thuật Morisot. Đây người phụ sẽ ấn cái đầu để chụp đầu cúi tốt, trong cái đó chỉ một tay người còn lại sẽ đỡ đẻ, một tay kẹp hai cái cổ em bé này, một tay luôn dưới bụng này, và hai ngón này chúng ta đưa vào để lối cái đầu chỉ lối đầu xuống dưới và ra sau, khi mà đầu đã sổ được thì chúng ta lật ngược em bé để sổ đầu, đồng ý chưa? Các em có hiểu bài không? Cả lớp. Dạ có ạ. Không hiểu cũng ráng mà hiểu vì bài này khó. Bài này khó. Như vậy là cô nghĩ rằng á, với một cái buổi chiều mà ngắn ngủ như vậy mình để mà truyền tải hết cái ngôn ngữ á, cô nghĩ là không có dễ cho các em. Tuy nhiên á, là cô cũng đã cố gắng hết sức để mà truyền tải cho các em một cái số cái kiến thức cơ bản. Các em sẽ nắm được là ngôn ngược, sẽ có phân loại ngôn ngược, các em sẽ nắm được là các em sẽ nắm được cái cơ chế đình chỉnh ngôn ngược, tại vì sao mà có ngôn ngược, trong khi đó thực sự ra một cái nửa số là chúng ta không giải thích được, và các em cũng có thể là khám được tham khảo về ngôn ngược, và phương tiện hỗ trợ trước kia là phương tiện là X-quang này nọ, chứ bây giờ cũng muốn khẳng định với các em sớm sẽ là cái công cụ rất là giá trị để chúng ta hỗ trợ và đỡ đẻ. Thì đỡ đẻ ngôn ngược thì có các cái yếu tố để mà các em quyết định đỡ đẻ ngôn ngược, có nghĩa là theo dõi sinh thường đường âm đạo được hay không, thì cô cũng đã trao đổi với các em một cái số yếu tố thuận lợi, và đặc biệt cái tháng điểm mà cô vừa trao đổi với các em đó, giao tôi nét cái điểm đó sẽ giúp cho các em đánh giá có nên đẻ âm đạo hay là phải mổ lấy thai. Và thường thường ngỗ ngược mà có một cái chỉ định mổ lấy thai thì chúng ta mổ, và cuối cùng là đỡ đẻ. Thì đỡ đẻ có hai phương pháp đỡ đẻ, là đỡ đẻ phương pháp tự nhiên theo phương pháp Vermeulen và đỡ đẻ theo phương pháp Morisot. Và đỡ đẻ thì sẽ có hai cái cách sổ đầu, là sổ đầu Pratt có nghĩa là để sổ đầu tự nhiên đó, Pratt có nghĩa là chúng ta sẽ nắm hai ví dụ em bé. Chúng có cái bút bê không? Có bút bê không? Có bút bê.
Ví dụ chúng ta nắm hai cái chân của em bé, và khi mà hạ chậm mà ở ở thọp ở tì vào khớp về đó, chúng ta đưa cái chỉ sổ xin lỗi, nắm hai chân em bé cho bé sổ vai trước trước, rồi các em sẽ đưa lên để sổ sổ vai sau, rồi các em sẽ chỉ đỡ đầu, hoặc là các em sẽ thấy khó khăn quá trong trường hợp mà con so, trong trường hợp con so các em tiến lượng khó sổ đầu, có thể mắc đầu hầu, thì các em sẽ hỗ trợ sổ đầu theo phương pháp Morisot đó, cô đã đưa hình ảnh cho các em. Như vậy là các em có hỏi gì nữa không, hay là về đọc bài đã, rồi bài vừa chúng ta sẽ trao đổi. Cô sợ là mới mới học xong thì chúng ta cũng chưa tiêu hóa hết những cái kiến thức mà vì cái bài này nó khó, thì chắc là các em về đọc bài đã, rồi lúc nào chúng ta sẽ trao đổi sau, các em đồng ý không? Dạ con. Bây giờ thì cái bài này xuôi ngôn ngữ của cô soạn rất là kỹ, thì chắc là các em hoàn thành xong bài học chiều nay thì tối á là lớp trưởng sẽ gửi mail cho cô, rồi cô sẽ gửi mail bài để cái bài ngôn ngữ này để các em sẽ đọc, đồng ý không? Rồi, chắc là chúng ta sẽ dừng ngang đây, các em sẽ mail cho cô, mail thì mail mail công vụ thì các em có đó, Trương Thị Linh Giang, TTL Giang, rồi a công đuôi là đuôi mail công vụ, các em gửi mail cho cô, hoặc là các em nhắn thì như cô sẽ gửi bài cho các em, đồng ý chưa? Như vậy là chúng ta sẽ nghỉ ngang đây để các em sẽ nghỉ ngơi một xí, để chúng ta sẽ tiếp cái bài học của cô Nguyên, chị học nhiều quá cũng mệt cũng tồi, học cầu chiều cũng chịu nổi đâu, đồng ý chưa? Cô sẽ dừng lại ngang đây hả? Nếu các em không có hỏi chi được mà cô nghĩ là khó rồi đó, vì thực ra là ngôn ngữ chứ hỏi chi được, vì thực ra là ý bốn mà chứ có biết ngôi thuần là răng thì ngôn ngữ khó để mình bây giờ để mà hỏi, thì các em cứ học đi rồi cứ đọc đi, rồi đến khi đi lâm sàng mà hoặc là quay trở lại trên trên lâm sàng mà cô trò mình có dịp gặp nhau mà giao ban, thì cô trò mình sẽ được có thời gian để trao đổi với nhau kỹ càng hơn và rõ ràng hơn để các em hình dung hơn. Bây giờ qua cái online này thì cũng khó. Đồng ý chưa? Như vậy chúng ta nghỉ ha. Chào các em nghe. Cô cuối nãy cô quên giới thiệu, không biết ý bộ có biết cô không? Cô là cô Linh Giang, cô là cô Linh Giang, biết ý bố cô đã dạy bài nào chưa ha? Đi lâm sàng rồi hả? Đi lâm sàng rồi thì ngôn ngữ quá giỏi đó chứ nữa. Chào các em. Tốt quá rồi, đi lâm sàng rồi thì nghe rất là kỹ lại, nhưng mà thực sự ra ngôn ngữ là cùng chúng ta sẽ rất là hiếm để mà thấy đợi một ca ngôn ngữ đi lâm sàng. Cô nghĩ rằng là đi rồi thi lâm sàng rồi hả? Thì lâm sàng rồi cũng chắc cũng chưa ai được thấy đẻ ngôn ngữ, đồng ý chưa? Thì hôm nay thì nó chỉ lại thêm một một xí nữa về ngôn ngữ cũng được, nhưng mà đi lâm sàng rồi nhưng đã thấy đẻ ngôn ngữ chưa, chắc chưa đó, bởi cô nói là đi lâm sàng đấy, cả nhiều khi cả năm chúng chưa nội trú chưa thấy đẻ ngôn ngữ nữa. Nhưng mà học thì như cô nói đó, thì cái y học hiện đại nó phát triển thì nhu cầu thì con lại kèm thêm là kiện tùng á, các em tai biến xảy ra rất là nhiều, do đó để mà an toàn thì thường thường người ta vẫn khuyến cáo cái chuyện mà mổ lấy thai cho sản phụ, và nếu có yếu tố nguy cơ gì á thì nên mổ chứ không nên rã, do đó cái chuyện mà chúng ta thấy là cái thì ít do vậy ta nghỉ ngang đi, thêm 2 tiết nữa, 2 tiết của cô Nguyên nữa, cho con học cũng chưa cũng hơi vất vả, nhưng em